Trân trọng kính chào quý vị, quý vị đang đến với bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động với sự đồng hành của Góc Long Thành. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 6, kính mời quý vị lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi năm 2023. Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 1,9 triệu trẻ em thành phố. Các đại biểu là học sinh giỏi tiêu biểu, tài năng trẻ, thành viên tích cực của các câu lạc bộ, đội nhóm nhà thiếu nhi, các em còn là con công nhân lao động, con chiến sĩ lực lượng vũ trang, thiếu nhi tại các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em và các em là đại biểu hội đồng trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lắng nghe những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất của các em và nhắn gửi những mong muốn, kỳ vọng đối với các em trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các đại biểu còn dân hoa, dân hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia tiệc chiêu đãi, thưởng thức kịch siết cho rồng mẹ tiên tại rạp siết công viên gia đình, tham gia các hoạt động trong lễ hội thiếu nhi năm 2023. Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố cũng đã thực hiện khảo sát ý kiến của 9963 đầu viên thiếu nhi về các vấn đề liên quan đến học tập, đời sống văn hóa tinh thần, các vấn đề về xã hội quan tâm, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố các quyết định ghi danh 12 di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ở hạng mục nghệ thuật trình diễn dân gian, có hát ru của người Tây xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn. Nghệ thuật khen của người Mông, huyện Mù Căn Chải, huyện Trám Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Nghệ thuật múa của người Lào, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Hạng mục nghề thủ công truyền thống có nghề dệt thổ cẩm của người Tài, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nghề ren của người Mông ở tỉnh Điện Biên. Hạng mục tập quán xã hội và tín ngưỡng có lễ cúng dòng họ của người Mông Trắng, huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tri thức về cọn nước của người Tài, xã Trung Hà, xã Hà Lan, huyện Chiêm Hóa, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Tri thức về cọn nước của người Tài, xã Trung Hà, xã Hà Lan, huyện Chiêm Hóa, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Lễ nhảy lửa của người bà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Tri thức và tập quán trong lúa nước của người Tài, xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Thượng Lâm, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hàng mục tri thức dân gian có nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì, xã Xín Hầu, xã Len Xu Sinh, xã Sen Thượng, xã Trung Giải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Hàng mục lễ hội có truyền thống lễ hội Đình Hồng Thái, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thưa quý vị, kể từ ngày 3 tháng 6, xe cá nhân đến chính chỗ ngồi được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 08 trên 2023 trên TT BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16 trên 2021 trên TT BGTVT quy định về kiểm dịch an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 năm 2023. Thông tư 08 quy định cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với phương tiện tham gia giao thông mà chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại. Giúp giải quyết căn bản tình trạng ủng tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng là các ô tô chở người đến chính chỗ không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm, đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và vẫn còn hàng kiểm định tính đến ngày thông tư 08 trên 2023 TTBGTVT có hiệu lực tức là ngày 3 tháng 6 năm 2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại thông tư 02 trên 2023 trên TTBGTVT việc cấp giấy xác nhận gia hạn chu kỳ kiểm định cho các xe trên có hiệu lực đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2026. Thưa quý vị, theo giới phân tích, giá vàng hôm nay suy yếu khi các nhà hoạt định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất do hoạt động sản xuất liên tục bị thu hẹp. Thị trường cổ phiếu quốc tế phản ứng tích cực, giới đầu tư tài chính đã dồn vốn vào cổ phiếu, khiến dòng tiền chảy vào kim loại quý bị hạn chế. Trong khi đó, báo cáo của Hội đồng vàng thế giới chỉ ra lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu sụt giảm trong tháng 4 khi Thổ Nhĩ Kỳ bán hơn 80 tấn vàng. Với diễn biến trên, có lẽ giới đầu cơ bất an nên khi vàng giao dịch tại 1980 đô la Mỹ mỗi ounce, họ liền bán ra. Giá vàng hôm nay đảo chiều giảm mạnh và đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1950 đô la Mỹ mỗi ounce. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước chỉ giảm nhẹ dù giá vàng thế giới lao dốc. Lúc 9 giờ Giá vàng SJC được các doanh nghiệp mua vào 66,3 triệu đồng một lượng, bán ra 67 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng so với hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giảm mạnh, về 55,55 ,55 triệu đồng một lượng mua vào, 56,5 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Thưa quý vị, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang điều tra vụ phóng hỏa đốt phòng trọ số 3 và số 10 ở ấp 2 xã Phước Bình, huyện Long Thành. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 6, làm 7 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, nghi do ghen tuông nên người đàn ông tên Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns được cho là đã có thể bí mật thực hiện chuyến đi tới Trung Quốc vào tháng trước. Thông tin trên do tờ Financial Times của Anh dẫn 5 nguồn thạo tin, bao gồm từ phía giới chức Mỹ và sau đó được đài RT của Nga dẫn lại vào ngày 2 tháng 6. Tờ báo nước Anh mô tả ông William Brown là một trong những quan chức đáng tin cậy nhất của Tổng thống Joe Biden và chuyến đi bí mật cho thấy Nhà Trắng lo ngại về mối quan hệ đang xấu đi giữa Washington với Bắc Kinh. Muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc cởi mở giữa cơ quan tình báo đôi bên. Mong muốn của lãnh đạo Mỹ dường như chưa như ý, ít nhất ở trong lĩnh vực quân sự, Lầu Năm gốc hôm 25 tháng 5, phàn nàn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã từ chối đề nghị về cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Cloy Austin bên lề đối thoại Sanrila lần thứ 20 tại Singapore. Hiện cả phía Nhà Trắng lẫn cơ quan tình báo Trung ương Mỹ chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về chuyến đi bí mật đến Trung Quốc của ông William Burns. Thưa quý vị, ít nhất 207 người thiệt mạng và 900 người bị thương khi hai đoàn tàu chở khách va chạm, gây nên vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất Ấn Độ trong hơn một thập kỷ. Vụ tai nạn gồm tàu Bangalore Haura Superfast Express, tàu Salima Senlai Central Colomando Express và một tàu chở hàng. Một số to của chuyến tàu Bangalore Haura đang chạy từ Bangalore hướng đến Haura thì trật bánh tại Bahana Gabaza ở quận Balaso và nghiêng sang đường rai kế bên, Tàu Saliman Senlai Central Colomando Express đang chạy từ Kontaka đến Chennai. Đi trên đường ra liền kề đã va chạm với các toa bị trật bánh của chuyến tàu Bangalore Haura và các toa của nó cũng đã bị trật, đổ vào tàu hàng gần đó. Ưu tiên của chính quyền là đưa người sống sót đến bệnh viện. Khoảng 207 thi thể được tìm thấy cho đến nay, số người chết dự kiến còn tăng. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự xuất hiện của một số xe cứu thương và nhiều người được kéo ra khỏi các toa tàu bị trật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy Thanh Long và Huế Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Cảm ơn Góp Long Thành đã đồng hành cùng bản tin 11 giờ 30. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau